Hello, chào mọi người trở lại kênh Chai LPT Nhật Đức. Thì hôm nay thì mình đã review cho các bác một trong những sản phẩm hàng mới về hot nhất thị trường hiện nay, siêu độc, siêu chất và siêu đẹp luôn. Cái này gọi là cái màu mui ở trên lóc nhá, của xe Hyundai H150 Porter 2 cộng với Kia K200 K250 cộng Kia Bongo 3 luôn, và một số những dòng xe khác các bác thích trang trí thì tùy. Đấy, hàng này hàng mạ chrome xịn Hàn Quốc, Clover và càng KD. Đây, cái này thì các bác, một số bác đi sâu về thì mới biết được cái này. Cái này cực kỳ là hay và độc luôn, rất độc luôn. Thị trường Việt Nam ít người chơi cái này lắm. Đấy, thành ra em về được một số lượng rất là ít. Bác nào mà có nhu cầu thì liên hệ với em sớm nhé. Đấy, đi sâu chi tiết các bác xem này. Cái này của nó là lắp vừa luôn K250 và K200. Đấy, cái này đây, đằng sau đây to cực luôn các bạn. Dài tầm khoảng hơn 1 mét, ôm hết cabin luôn, nó làm ở trên lóc cabin các bác nhé, làm ở trên lóc cabin đấy, hàng xịn căng đét luôn, KD xịn luôn này các bác này, thấy không? Cái này nó sẽ ụp vào cái mui ở trên chóc lóc các bác ạ. Đấy, còn hàng này hàng Clover này các bác này, biểu tượng cánh chim Clover đây, đây nó có con chim đây, đấy Clover. Tất cả cái này nó sẽ lắp ở trên lóc các bác nhé, lắp ở trên lóc ấy. Trên cái chỗ lóc xe các bác sẽ ụp nó vào, bóc băng dính ụp vào, căng đét luôn các bác này. Đấy, xịn sò chưa từng thấy luôn, toàn những hàng độc luôn. Đấy, còn cái này là cái thanh nẹp, nó rất là dài luôn, nằm ở trước mặt cabo của xe H150 và Porter 2. Hàng này, cái này thì siêu độc ở Việt Nam, đảm bảo bác nào dán vào chơi xe thì chưa ai có luôn. Cái này hàng về, cái này chưa ai có nhá, ở Việt Nam luôn này, siêu độc luôn này. Đấy, vẫn là băng dính 3M, hàng xịn, tất cả hàng xịn hết, toàn hàng KD của Clover các bác nhé, chứ không buôn hàng OEM. Mạ thì cứ gọi là căng đét luôn, soi gương đến tận chân tóc luôn. Đây, các bác thấy không? Đấy, hàng xịn sò luôn, một trong những sản phẩm về theo chuỗi hàng của phụ tùng ô tô Nhật Đức nhé. Đấy, các bác thấy không? Đây, spam pem này, đó, đẹp, đẹp không? Tuyệt vời luôn này. Đấy, đây là hàng xịn nhá. Đấy, còn nắp ở đâu thì các bác nhìn vào hình ảnh của nó các bác biết này. Đây này, đấy, các bác thấy không, nắp ở trên trán đây, được tuyệt vời không, hàng xịn sò luôn. Đấy, bác nào mà có nhu cầu thì liên hệ với em sớm nhá, một trong những sản phẩm mới về dành riêng cho dòng K250, K200, Porter 2, H150 cũng như là tất cả các dòng Bongo 3 với Porter 2 ngày xưa, cũng như là tất cả các dòng xe Hyundai to, tải, nhỏ. Các bác thích lắp thì các bác cứ lắp thôi, thì nó chém lắp đây càng em đây nhá. Đấy, đang mùa dịch nên phải đóng cửa các bác ạ, mở cửa lửa cửa thôi. Đây càng em đây, vào đúng biển luôn này, bến biển Phụ Tùng Nhật Đức Búi Tên này. Đấy, vào đúng cửa hàng các bác nhá. Đấy, ở đây rất nhiều cửa hàng san sát nhau, thì các bác lưu ý là vào đúng cửa hàng cho em này, Búi Tên này. Đấy, cửa hàng đây. Đấy, nền gạch màu đỏ đúng cửa hàng nhà em nhé. Đấy, cảm ơn các bác đã đến với video này, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Hàng là mới về, rất nhiều sản phẩm mới, các bác nào ủng hộ thì cứ ủng hộ cho em nhé, cảm ơn các bác rất nhiều.